Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh ẩm thực TNT của mình. Hôm nay mình sẽ làm món thọ quay siêu cay nha các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu mình làm thọ này. Giờ mấy người có những mồm kháng dữ. Nội tạng của con thỏ có dưới giường này. Ồ, nhìn chúng mang con thì phải á, không? Đít nữa hả? Cái bông bóng nó đựng nước nhiều ghê nha, đựng ruột nó này, ui, trông khác. Thỏ, bắt chứ. Giờ ai xác với vậy là đi quay. Nào mình làm mì béo ấy, mình làm mì béo mà hái ta đâu có rơi rồi mì béo nó nữa đâu. Mà cái đai mày trút vô cái thảo tao rồi tao có thảo muối. Tránh như nhập trình. Nhập trình rồi tránh cũng nổi, trình cũng có chỗ đen khui. Đây không có chỗ đen nè. Này mình đi quay đêm nha. Quay hôm nay là cái sạch rất là mát mẻ. Đây. Đây là hành trang. Cầm cái nem bung ra rất là nhiều. Cầm mình nắm
Đây là một cần thủ chuẩn bị bung cần. Ủa, thấy rất là ngon. Không lẩu chứ anh. Cô con sao mà rước mắt à ông? Rước là xúc là xúc, xúc có giọt ấy. Ừ, đúng rồi, xúc có sen nè. Xúc ngắn quá. Nhiều lắm đi em. Cái này lưỡi lông bì đây chứ mày đây. Má sâu quá này. Đâu coi đâu, không thấy cái nào mà nó chặt nhiều. Đâu, chặt đâu nữa, đi lượm rửa lên kia chặt coi kém hay gì á. Lửa giờ sắp tan hết rồi. Không biết có chín được con thỏ hay không này. To dữ nè. Đây là siêu phẩm mới được cầu lên mà mình bỏ ngay vào bếp lửa. Wow, cầu được con tôm quá đã. Chết rồi. Cháy một bên luôn rồi. Tao sợ mày á. Tao hói giật cá rồi đó, tao sợ. Tao giật lên mà nhẹ chứ mà sao thấy lên không mà. Nó chỉ còn dứa rồi nó dính. Mã nướng kêu ra là chín ngon này. Nó chờ chín nó dính hồng cứ giật kìa. Thỏ không? Cửa ra chuyện chín ngon chứ đâu có cháy đâu mà. Tao nấu tôm cho tao nấu thỏ. Nóng vậy. Chín rồi. Rồi, họ đã chín rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ ăn thử thử. Rất là dài. Rất ngon. Mời anh em nào tới đúng rồi. Sao là nước gì ta? Nước thỏ. Vậy mà nhiều nước biết đâu nha mọi. Ừ, ra nước. Thôi lại ra chút nữa. Thịt sâu đi. Đem lấy thử. Chứ còn người kia là mệt mệt tao cần ngắn ngay. Ồ, rất là tuyệt vời. Còn làm dài quá. Không. Em tập trung lại.
Này nó chạy ở kia là nó quay vòng tròn luôn á. Nó làm không thật nè. Lì mưa bắt luôn ạ. Ông lì cắt lửa. Má anh em đi trong băng giờ quay lại sơ con thỏ nhậu. Lại rai. Mà đỡ nó uống mẹ mà rót cái gì nó mới. Thật thay nó ít quá. Ủa, nó ngon rồi em. Ngon không? Ngon rồi các bạn. Ngọt á. Ngọt lắm á. Xí ra Bạc Vương. Mướt. Mơ đâu. Ủa, thấy không? Thấy xí đuôi là hờ nóng lên không? Đã không? Khô ở trong nước mè đã lắm, ngọt. Cái kéo đầu cắt hết mè ra. Ừ, xí ra, cầm tay xí ra nó mới ngon. Ngon nhớ. Nóng ngon. Anh mình ngửi cầm từng sơn sơn mình xí ra, ngon, rất ngon. Cái cầm nó rung chua ngon nghe nha. Tao của tao rõ. Quay rồi mà hối rồi tao nói đồ ngon rồi cảm giác rồi ngon rồi. Ủa đùi không đùi vậy. Ồ thì ra một con tôm cháy các bạn. Tôm cháy rất là đấy. Ôi không có cái gì nữa. Chả cầm lại luôn nữa đâu vậy chứ nào bóc nữa. Cảm giác ăn miếng thỏ như thế nào hả? Ngon quá. Rất ngon quá. Đã rượu cái thớ nào đổ phát à. Ồ, một con cá sấu các bạn à. Thật là kinh khủng à. Ồ, thấy nó là rất ghê ạ. Wow, lên cái gì? Lên nguyên một cái góc. Ồ, thước rất là chắc các bạn à. Ồ, ngồi thấy không có cá mà, có cây không à. Thôi, vậy là lên được một cái chà chứ không có cá nha các bạn. Lại mình quay con thủ chuẩn bị giật cá các bạn. Cá ăn. Ê đù, cá hết em rồi các bạn à. Các bạn thông cảm nha. Bây giờ đếm thắt lúc này. Đếm giọt. Còn ở dưới anh là còn anh luôn á. Từ đó cơ liền. Chứ cá này nó phải nó chạy vô phía nãy. Ồ, cá cho thật. Cái gì vậy em nhìn nắng dữ trời. Chụp đấm phát trăm chứ do cần xuống cái nước đấm một phát thôi mưa con ăn bắt em rau bà ơi đủ má chết. Anh nói đó, anh nói. Mình qua con thủ bên đây các bạn ơi. Cái gì trời. Con cá nhảy. Dính đâu? Trời ơi. Dính con cá rất là to các bạn. Con cá cỡ hai ngón tay à. Cá to là gì mà nhất chùm cá to cái gì mạnh. Giờ màu thỏ chúng ta ăn muốn ngá thì chúng ta tới lượt cá nha các bạn. Đứng cá. Cái ấn tượng nha các bạn.
Wow, cá giờ chín rồi các bạn ạ. Rất là ngon. Wow. Wow, nó ướt nó ngọt, thịt nó thơm lắm. Đúng là cá đồng. Wow. Ngon. Rất là chất lượng. Đúng là nướng cá tư. Lúc nào nó ngon hơn cá bò tủ lạnh các bạn.